Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Như bạn Khánh Hưng có đặt ra một cái câu hỏi là bạn đã được chẩn đoán là mắc viêm gan B 15 năm nay và hiện tại thì cái định lượng cái virus thì vẫn đang âm tính và có một cái biện pháp nào đó để chúng ta có thể phát hiện sớm được cái tình trạng ung thư gan hay không. Thế thì như chúng ta đã biết thì viêm gan B là một trong những cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái tình trạng ung thư gan, và người ta thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà ung thư gan thì gặp ở 80% các cái bệnh nhân này là có tình trạng xơ gan. Do đó cái việc mà chúng ta theo dõi sát cái tình trạng viêm gan B, đặc biệt là các cái dấu ấn về kháng nguyên, kháng thể, các cái xét nghiệm trong máu, cũng như là cái định lượng đo cái lượng cái tải lượng virus viêm gan B định kỳ với cái sự theo dõi sát sao là hết sức quan trọng. Và ngay khi mà phát hiện ra cái dấu hiệu của cái tình trạng virus được nhân lên một cách nhanh chóng thì chúng ta cần phải có một cái sự điều trị kịp thời. Tại vì nếu như mà chúng ta không có cái sự điều trị kịp thời cái tình trạng viêm gan B thì chúng ta hình dung rằng là cái tế bào hệ miễn dịch của cơ thể sẽ liên tục tấn công các cái tế bào mang virus viêm gan B, và từ đó làm cho cái quá trình xơ gan sẽ tiến triển nhanh hơn và liên quan chặt chẽ đến cái tình trạng gây ra cái tình trạng ung thư gan. Và bên cạnh các cái xét nghiệm về các cái tình trạng dấu ấn virus thì các bạn cũng cần có những cái xét nghiệm về các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh như là siêu âm hoặc là các cái phương pháp về chụp các lớp vi tính để làm sao chúng ta có thể phát hiện được những cái khối u khi mà kích thước nhỏ nhất để chúng ta có thể có được các cái phương pháp điều trị triệt căn hơn. Và không có một cái phương pháp nào tốt hơn, đó là chính là người bệnh phải theo dõi sát cái tình trạng sức khỏe của mình và ngay lập tức đến cơ sở y tế khi mà có các cái dấu hiệu bất thường. Hy vọng rằng câu trả lời của tôi sẽ cung cấp được cho bạn những cái thông tin cần thiết. Xin cảm ơn bạn.